kể cho anh dạ nghe coi. nó bữa đó nó cháy lớn lắm, gió mạnh lắm luôn, rồi nó táp vô một Cháy cái, mấy cái đọt gì vậy? nó táp vô cái bên bên đây là nó táp vô một cái lớn ơi, gió lớn rồi cộng thêm nhà lá nó khô quá. Lúc đó em trong đầu em chỉ một đứng nhìn đơ nè, xong cái bó gói, cái xong trời giờ mình ở đâu vậy trời. Thằng lớn nó khóc, nó nói mẹ ơi, cặp cặp sách của con cháy hết rồi, bây giờ nó khóc, nó nói mẹ ơi mẹ, cặp sách của con cháy hết trơn rồi, con giờ con lấy gì con học. Hỏi em là hồi lúc có bầu giờ có uống sữa bầu nữa không? Uống một giọt nào luôn. Rồi đi khám thai định kỳ gì cũng không đi luôn. Đi ra, để Wow. Từ 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 Rồi cái này nữa, từ từ để em kể. cảm ơn bác. Sao mà vừa đi, sao mà vừa như vậy? Mà khoái không, khoái không? Con khoái không? Con khoái lại giới thiệu tao. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả đang xem kênh Thương Phạm. Hiện tại giờ Thuận đang đứng ở vị trí là em gái mà có bầu nè, rồi nhà thì cháy rụi hết trơn rồi. Hôm nay Thuận nhận là quà của em Jenny Hồ ở bên Mỹ gửi đi giúp đỡ cho em, cũng như là những trong những cái ngày sanh nở đó của chú anh chị. Chú chào mấy đứa nha, chào nha, chào Bùm nha. Chào bác. Sao, ủa, sao cái mặt anh kỳ ta, vậy? Anh ta lại giờ bác. Kỳ vậy chú coi đây. Anh ta lại. Bữa nay cháu có học không? Dạ không anh, tại chị nay được nghỉ. Mà chừng nào em mới sanh? Dạ em còn cỡ 10 ngày nữa đó. 10 ngày. Dạ. Tại vì sanh của em là ngày ngày 7 tháng 4 dương lịch, mà nay là 7 tháng 3. Mà đấy, cái này không được không? Cái này không được. Bùm. Dạ đó. Bữa nay sao quậy dữ vậy? Nó tỉnh dậy lâu rồi nó quậy đó. Mà hôm trước anh có kêu em mua sữa bầu uống đó, dạ, có mua uống chưa? Em mới uống xong đây nè. Cốt đây dạ, em có uống. Đi khám thai định kỳ không? Dạ không, em bữa hổm em có đi khám lần 2 tuần, em chưa có khám lại còn. Còn sữa bầu em mua hộp lớn rồi uống được hơn nửa hộp rồi, còn chắc cỡ như vậy. Ủa rồi, rồi chồng em có về xem cất nhà lại hay gì không? Dạ không. Rồi rồi rồi, khui ra luôn hả con? Bữa nay là để khui luôn, để chú khui ra luôn hay con ha. Mừng không? Cảm ơn. Mừng lắm không? Không? Tay, cảm ơn chứ. Cảm ơn con. Cảm ơn chứ. Bá. Rồi chúc mừng em ha. Rồi chào chị. Rồi hôm nay mình ngủ đâu? Dạ em ngủ trong nhà mẹ. Ví dụ như mình như vậy rồi còn có mười mấy ngày nữa rồi mình cất nhà không kịp rồi mình phải lúc rồi mình sanh thì mình dự định mình ở đâu? Dạ em cũng ở tạm đó luôn. Có chỗ ngủ có gì không? Dạ có chỗ ngủ. Em có thể kể có chỗ nằm tha giường hay gì không đâu dạ có nhờ ấp xã của mạnh quân rồi bên anh á, rồi em có mua giường thì ấy cũng có chỗ ngủ á. Dạ cũng có. Rồi vậy cố lên ha. Hôm trước em nói là cái nhà em bao nhiêu mét anh quên rồi ha. Dạ 25 mét vuông anh. Nó sau ly đi lại đó quay lại cái nền nhà đi, là cháy rụi hết trơn cô chú anh chị. Ở thời điểm tới nay là cũng được nhiêu em nữa, nửa tháng chưa? Dạ, bữa 11 tay được á. Nửa tháng nữa cô chú chị, cháy rụi chưa mà. Nó cây dừa đồ cháy hết trơn vậy đó. Thì Thuận cũng mừng là con em là ba cháu này cô chú anh chị, đó một cháu, hai cháu, một cháu trong bụng nữa cũng cháu trai luôn. Bên đây cũng có cái nhà, cái nhà này nhà của ai em? Dạ nhà của cô chồng. Cô chồng. Dạ. Mà chồng em có dự định về không? Dạ chắc sanh ảnh mới về được. Còn có mấy ngày nữa anh rồi, rồi. Kiếm thêm ít nữa rồi về, nào tiền sanh là tiền ăn uống rồi nữa. Mà cái dao này của ai đây? Cái dao? Dạ cái dao đó dao y tế để cạo điều á anh. Cạo hạt điều hả? Dạ. Rồi rồi đưa cái dao để dành gọc.
cái này ra nè. Rồi giờ mình khui đây luôn em ha. Dạ. Rồi em chưa có cái nhà của chú anh chị Thuận khui vậy luôn. Rồi mừng không? Để từ từ chú khui ha. Cô hai giúp chị rồi. Chú hai đi. Ai chú trà hình con. Chào chị. Rồi tất cả hai cái đơn hàng này là của em Jenny Hồ ở bên Mỹ. Thuận cũng khui luôn, khui để nhiều khi món hàng của em có những cái món hàng nào mà em gửi nó không đúng á thì có thể là hồi âm lại với Thuận, hoặc là hàng mình khui ra có bị hư cái gì đó để mình trả lại. Để tao gửi ra đây đó. Bác lấy cho chồng. Wow. Cái này tả ba bi em ơi. Dạ. Rồi, một bịch. Để cho em bé đó. Hai bịch. Hai bà đường. Hai bà. Để xuống cái gói này xài lại được. Ủa sao vậy trai? Thích thích mặc cái này không? Thích mặc cái này không? Lấy cho con ha. Không chị mặc không? Không mặc không? Rồi tiếp theo là gói này cũng hai bịch luôn. Để xem. À gói này một bịch. Gói này một bịch. Để xuống đi em. Để xuống đi để chắc lên. Con chắc lên đây, con chắc lên coi. Bòm. Bòm có cái quạt ngon. Rồi chắc lên tiếp ha. Đi ra, để ra. Wow. Từ từ, từ. Rồi cái này nữa, để con cái. Sao mà vừa được, sao mà vừa như vậy? Mà khoái không, khoái không? Con khoái không? Con khoái lại giới thiệu tên cho chú đi. Con tên gì? Con học ở lớp 1 phải không? Đã không, đã không? Chút xíu con nữa nè. Rồi tiếp tục khui nữa. Cái này là Barbie cho trẻ sơ sinh ha. Vậy là em mới bắt em khỏi cần mô tả. Dạ đúng rồi. Ôm con, ôm đi. Ôm bà ngoài vô. Có ôm ngủ. Cái này phải khéo léo lắm thôi là nó phạm vô cái dao nó cực kỳ bén luôn. Phạm vô cái là đứt. Ôm bà ngoài con. Ôm bà ngoài nè. Con đầy răng được đồ đứng lên đường. Để cho ông đại con sớm tìm mẹ. Đâu có rồi con. Mà mấy đứa đó giờ có cái con này chưa? Dạ chưa. Lần đầu có luôn hả? Ôm tối ôm ngủ. Ôm đó. Ôm đó. Con hỏi là của em. Đó. Đồ cái này như có quần áo nè cho nên Thuận không dám khui nhanh. Cái dao này nó quá bén đi, đụng là đứt, đụng đứt. Quần áo sơ sinh. Dạ. 1 2 3 4 5 bộ. Có em bé đúng rồi, con bé là con. áo lẻ. Áo lẻ dài. Sơ sinh làm dưới 1 tháng tuổi. Có em bé con, của em bé đâu con đâu, em bé mà. Rồi tiếp theo, cái này là vớ nón, bịch thứ hai, bịch thứ ba vớ nón luôn. 1 2 3 4 5 cái này là 5 bộ, 5 bộ vớ nón nữa. Rồi tiếp theo cái này là khăn gạt. 1 bịch, 2 bịch, 3 bịch. Rồi cái này quần áo. Quần áo mới đi. Mấy đứa con này mặc vừa không? Chắc của em bé. Trời, chắc của em bé luôn quá. Em bé sơ sinh quá. Mấy đứa con bự rồi chắc mặc cái này không được rồi. Ngóng hả? Ngóng hả? Mà được rồi, chú cho sô cô la nó ăn được không? Ăn được không? Nó dạ ăn được. Cái này 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 bộ đồ sơ sinh này nữa. Quá trời đồ luôn. Anh để đây chút xíu nữa em tự đem vô nha. Dạ. Còn nữa, tiếp tục nữa nè.
Cái này một chắc 5 bộ đó. 5 cái quần hay là 5 bộ đồ, không có vớ nữa gì nè. Hai cái quần dài. Quần dài 5 bộ. Đây là cái gì? Khăn đó, khăn gạt giống như nãy nữa hả? Cái này khăn chùi miệng phải không? Chùi miệng cái này khác nè. Một bịch. Sữa. Hai bịch, ba bịch, em là ba cháu rồi cũng dạ. có ấy phải không? Dạ. Wow, chúc mừng em nha. Vậy là bao nhiêu đây là? Dạ, phép em nói đôi lời với mọi người. Dạ. Con cảm ơn các cô chú, em cảm ơn các anh chị đã từ trước tới giờ đã giúp đỡ cho em. Nếu mà em mà không có được mọi người giúp đỡ thì thật sự không biết, nói chung không biết sẽ sống như thế nào nữa. Tại vì có quá nhiều trái cái không còn cái gì hết á. Em lúc đó em gối lắm, gối nó không biết làm sao, nhưng mà nhờ mà sự hỗ trợ giúp đỡ kịp thời của mọi người á, nên là phần nào bây giờ em cũng nói chung đỡ rất là đỡ có nhiều cái lo lắng, cái sự âu lo đồ, tại mình gối mà mình đâu biết làm sao đâu. Rồi nhờ đó là mà em cuộc sống của em nó đỡ hơn, đỡ lo hơn, rồi nó cũng vui hơn, có ý nghĩa nhiều hơn. Em cũng không biết phải nói lời như thế nào nữa, nhưng mà chắc không tả nổi đâu, tại vì có nhiều cái cảm xúc quá, nó cũng nhiều cảm xúc đó, nó trộn lẫn lắm, mà cảm xúc nhiều nhất là vui. Mừng quá ha. Dạ, vui. Vừa có tiền mà hôm nay vừa có quà như thế này nữa. Nhưng mà anh hỏi thật với em, cái lúc cháy đó trong người em còn được ngàn nào phải không? Dạ, còn được tiền ngàn nào em không? Em còn được mấy chục ngàn á. Vậy đó ha. Dạ. Mấy chục ngàn mà không, cái bầu này của chú chị là thận tế lần đầu tiên lật ha. Hỏi em là hồi lúc có bầu, giờ có uống sữa bầu nữa không? Uống một giọt nào luôn. Dạ. Rồi đi khám thai định kỳ cũng không đi luôn. Dạ đúng rồi. Em nói chung tới bây giờ em khám được 3 lần, tổng cộng tất cả là 3 lần. Ừ. Nhưng mà nhờ tới gì? Dạ đúng rồi, nhờ rồi. Mọi người tới thì em cũng được khám rồi, cũng được mua sữa bầu. Rồi em uống cũng được hơn nửa hộp rồi, cũng còn cỡ nhiêu đây nữa à. Nhưng mà bây giờ mình còn ám ảnh cái vụ cháy nữa không? Dạ còn chứ anh. Lúc đó cháy em tưởng đâu, em có thể em kể lại cho cái cảnh tượng mà hôm bữa nó cháy là sao, nó kể cho anh. Dạ nó bữa đó nó cháy lớn lắm, gió mạnh lắm luôn. Rồi nó táp vô một cái. Mấy cái đột gì đó. Nó táp vô một cái bên đây là nó táp vô một cái lớn ơi, gió lớn, rồi cộng thêm nhà lá nó khô quá. Lúc đó em trong đầu em chỉ một đứng nhìn đơ nè, xong cái bó gói. Cái xong trời, giờ mình ở đâu vậy trời? Mình giờ mình ở đâu, nhà không có rồi, con mình sắp đẻ, mình sinh nở ở đâu rồi, mình ở chỗ nào? Thì lúc đó là em đơ luôn mà. Em đơ mà em nhìn đứng như tượng hình á, tượng cứ đứng đơ nè. Cái xong trái xong rồi cái suy nghĩ gói. Rồi xong qua sáng hôm sau á, có ấp xã rồi huyện tỉnh á, rồi hai phiên đến cho quà, cho tiền, cho gạo, cho mì gói, cho quần áo này kia á. Rồi sau rồi có mấy anh tới nè, rồi giúp đỡ nữa, rồi vui á, rồi nó mới đỡ chứ. Nếu mà em nó thật lòng á, nếu mà không có ấp xã, không có huyện tỉnh, không có mấy anh là em cũng không biết em sống, em với mấy đứa nhỏ không biết sống ở đâu luôn. Rồi lúc đó các con của em ở đâu, đang đứng ở vụ cháy đây? Dạ, nó chơi bên nhà bà nội đó với rồi. Anh chị em của nó cũng may là không có. Dạ. Cháu nào có bị sao chưa em? Cũng lúc đó nó chỉ thằng lớn nó khóc nó nói mẹ ơi, cặp sách của con cháy hết rồi. Bây giờ nó khóc mẹ ơi, mẹ cặp sách của con cháy hết trơn rồi, con giờ con lấy gì con học. Nó nói vậy. Rồi xong khóc đã rồi tới chiều luôn, rồi nó sốt luôn. Em nó sốt dán lên sốt tới 2-3 ngày mới hết. Rồi. Nó khóc nó sốt luôn.
Còn thằng nhỏ em nó nhìn nó đơ, nó nói là mẹ ơi cháy rồi mẹ. Nó ôm mình nó nói mẹ ơi cháy rồi. Cháy rồi giờ ở đâu mẹ? Nó nói vậy đó, là bữa đó cháy rồi nó nói vậy. Vậy đó hả? Dạ. Rồi. Thận cũng tiếp lời với em, xin gửi lời chân thành cảm ơn là hôm nay là món quà này là của em xin đi hộ ở bên Mỹ. Thì gửi rất là nhiều lần mà hình như thật cũng thấy là rất là có duyên, cháu nào cũng thích chân mấy cháu, tưởng thích quá trời nè. Hoàn cảnh nào thường thấy cũng thích. Hôm trước á gửi mấy cái nồi lắc bằng điện cho các cháu sơ sinh á thì cũng thích nữa. Rồi giờ mình tạm đây ha. Dạ. À, em xin cảm ơn anh xin đi hộ đã. Em gái. Dạ. Có nghĩa là Mạnh Thường Quân này là cũng là phụ nữ luôn, trẻ hơn em nữa đó, đẹp dạ. Gái nữa. Dạ, em cảm ơn chị Vinh Liên Hồ đã giúp đỡ cho em và các bé. Em không biết nói gì hơn, em cảm ơn chị nhiều lắm. Rồi cố gắng lên ha. Dạ. Rồi. Nãy nói là mười mấy ngày nữa sanh. Dạ, còn có 10 ngày anh, tại vì 10 ngày nữa. Dạ, hả? Tại vì ngày sanh, giữa sanh của em là ngày 7/4 nhưng mà giữa sanh mà đâu phải. Bây giờ mình còn ốm nghén không? Dạ không, em đỡ cái là ba đứa là không có đứa nào ốm nghén hết á. Mà bây giờ mình ăn uống được không? Dạ em ăn uống được bình thường, không có gì hết trơn. Vậy là bào thai mình đang diễn biến tốt ha? Dạ đúng rồi. Có cái là cái nhà là của chú chị, nhà là cháy dạ. Rụi trơn là chưa có cái chỗ ở. Giờ phải sống đỡ ở là bên bên nội của các cháu phải không? Nhà dạ, nội phải không? Rồi, dạ đúng rồi. Thì cái phần giúp đỡ thì Thượng nhận được bao nhiêu thì Thượng mang tới cô chú mình hùng gửi với bao nhiêu thì Thượng mang tới hết. Còn chuyện mà giúp đỡ mà xây lại lại căn nhà thì bà con cũng như là chính quyền địa phương ở đây thì rất là quan tâm và có thể là hỗ trợ cho em rồi. Thượng thì hỗ trợ được bao nhiêu thì Thượng cũng cố gắng hết mình. Vậy em ha. Dạ. Rồi cố gắng lên. Dạ đúng. Rồi anh về ha. Dạ, rồi cái này mà. Tự đem vô được không? Dạ được, có chị em phụ được. Hồi cái mấy cái bọc này mình xài lại được, em bỏ vô lại ha. Dạ. Rồi chúc sức khỏe em nhiều nha. Dạ, em rồi. Cảm ơn anh. Rồi. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý Mạnh Thường Quân và quý khán giả. Trước khi khép video lại một lần nữa, Thượng xin gửi lời chân thành cảm ơn là số phần quà hôm nay là của em Cindy Hồ ở bên Mỹ. Và Thượng cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả quý Mạnh Thường Quân gửi tiền quỹ cho Thượng Phạm đi giúp đỡ. Thượng cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Kính thưa quý vị, Thượng cũng xin khép video lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị, quý Mạnh Thường Quân và quý khán giả trong video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi chào em ha, chú về nha mấy đứa. Vậy con ôm cái con đó kìa trời. Nè lại chú hỏi con đó là con gì vậy? Con đó con gì? Con này coi kêu bằng con gì? Nó coi nãy giờ ôm mà không chưa biết con gì hả? Con này như là con trâu nè. Ê không phải, nó có cái này dài dài, con voi. Voi. Phải con voi không? Bậy. Rồi, cái này có cánh là con chim. Con chim phải không? Cái này cái cánh hay gì? Rồi cái này là cái gì, cái đuôi hay cái gì? Cái trâu. Trời ơi, ông bòm, thằng bòm có cái quạt mò. Tôm bòm luôn. Nè chú chỉ là cho nè, khoan hết đi. Nè. Bây giờ có con này con gì, nói lại cho nghiêm túc coi. Con gì? Con gì? Con thỏ. Con thỏ sao nãy nói vô cũng chịu luôn. Ông này ông bà đía lắm nè. Đía. Rồi thân về cô chú anh chị ơi.